ngon lắm nha, yên tâm nha. Phải thử mới biết được. Sao? Chất lượng không? Ok đấy. Để mình xuống ngoài đây. Mẹ ơi mẹ! Hỏng hết rồi mẹ ơi! Cái thằng này nó hỏng rồi. Nó dính vào nghiền ngập ma túy đó mẹ. Cái gì? Trời đất ơi! Thì không thể! Không có đâu mẹ ơi! Chỉ rất nhìn nhầm người thôi. Con đâu có chơi mấy trò rồi đâu. Con chỉ đưa giùm người ta thôi. Cái gì? Còn là đưa dùng nữa hả? Chỉ cần cầm vào á là đi tù rồi đó. Mày có biết không hả? Thì lần sau không cầm nữa được chưa? Tại tôi nói trả tiền ngon quá mà. Cái gì? Mày nói cái gì? Nếu như cái tiền đó mà dễ kiếm như vậy á thì người ta kiếm hết rồi. Không tới lượt của mày nữa đâu. Tâm, thôi từ từ đi con. Để mẹ nói chuyện với em Thịnh. Thịnh, xin lỗi chị đi con. Xin lỗi chị. Tưởng con ăn lần ngon lắm vậy. Mày nói cái gì vậy? Đâu nói gì đâu. Nói lại xem nào. Chị muốn biết chứ gì. Tôi nói chị đừng ý mình học công an rồi ức hiếp người ta. Công an chỉ giỏi cái đè đầu cởi cổ người ta thôi. Làm được cái gì? Còn mày á, đã không được học hành an hoàng rồi còn báo cha báo mẹ nữa. Bà dám đánh tôi hả? Đó, bà thấy chưa? Bà cưng chiều chị đi, bà cho chị ăn học thành tài đi. Để bây giờ chị đối xử con trai của bà như vậy nè, tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này. Kể từ hôm nay á, nhà này có chị, không có tôi. Thịnh, Thịnh ơi, mẹ xin con đó, con đừng có đi mà Thịnh. Bà biết cái gì chứ? Lúc nào á các cường cũng chê bai tôi cả. Bây giờ tôi lớn rồi, tôi đi kiếm tiền để mọi người đừng khinh thường tôi nữa. Tiền này á là đánh đổi mạng sống của con đó, không được đâu con. Được hay không á là do tôi quyết định nè. Tôi lớn rồi, tôi tự biết đúng biết sai, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi không làm phiền với mấy người ở đâu. Thịnh ơi, ở nhà với mẹ đi con. Đi con, mẹ xin con á. Thịnh, em tính đi đâu vậy? Tôi sẽ đi ra khỏi nhà này cho các người vừa lòng. Lúc nào chị cũng xem tôi là gánh nặng hết á. Tôi biết, tôi không có thanh cao bằng chị đâu. Chị muốn ra vẻ lấy le với người ta đó. Chị cứ giỏi ra đường kìa. Thịnh à, chị xin lỗi em mà. Chỉ vì quá nóng giận á nên mất khôn. Em đừng có giận chị nha. Chẳng qua chị lo em đi theo bạn xấu thôi mà. Trong mắt của chị á, bạn bè tôi lúc nào cũng là người xấu cả. Tôi biết là tôi không bằng chị. Cô công an à. Thịnh, đi mày. Đợi tao xíu. Đừng đi, đừng đi Thịnh ơi. Mẹ xin con ở nhà đi. Ở nhà với mẹ đi Thịnh. Nhanh lên, mày không đi tao đi trước đó. Con xin lỗi mẹ. Thịnh, Thịnh.